Con bị đuối nước. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về vợ chồng Ruslan và Anastasia cùng cô con gái Alexia ở Dnipro, Ukraine vào cuối năm 2013. Mẹ ơi, mẹ ra đây chơi với con này. Ôi, mẹ đang bận mà, con ra ngoài chơi đi. Chúng ta cùng hát được không bố? Alexia, con ra ngoài chơi đi. Không thấy hôm nay bố mẹ đang bận hay sao? Phú Maria, Phú Maria. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Lát tổng giám đốc và các đối tác đến. Mình phải biểu hiện thật tốt một chút nha anh. Bố với mẹ lại chuẩn bị tiếp khách đó. Em yêu, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Bố, mẹ, Alexia bị mất con búp bê anh à. Em ấy đang khóc đòi. Bố mẹ đang bận mà, con không thấy hay sao? Em đừng khóc nữa, để anh đi tìm con búp bê Anna cho em nha. Alexia. Bố, mẹ, Alexia có ở đây không ạ? Con không thấy em ấy ở trong phòng chơi nữa. Hả? Chẳng phải con chơi với em hay sao? Dạ, con đi tìm con búp bê cho em, để em không khóc nữa. Vậy thì không thấy em đâu nữa. À, nãy con bé bảo đi tìm đồ chơi. Con thử ra vườn xem. Rút lên. Ừ, con đi tìm em đi. Đừng làm phiền bố mẹ lần này nữa nha. Vậy là những nỗ lực của chúng ta sắp đạt tới đỉnh cao mới rồi, anh yêu ạ. Chết rồi, chết người rồi, ông bà chủ ơi, ông chủ ơi, bà chủ ơi, nhanh lên. Alexia, Alexia, tỉnh lại đi con. Alo, làm ơn cho tôi một xe cấp cứu. Xin lỗi, chúng tôi rất tiếc, cô bé đã qua đời rồi. Không, không thể thế được. Bác sĩ, ông có thể thử lại lần nữa không? Con bé đã ngừng thở trước khi bác sĩ đến đây 20 phút. Chúng tôi sẽ thông báo với cảnh sát. Búp bê Anna của con đây. Bố sai rồi, Alexia. Bố sai rồi. Cầu xin con hãy tỉnh lại đi. Này gió mưa hãy tan mau, rừng thông kia hãy ngừng gào. Thôi đi Ruslan à, con bé đã đi rồi, con hãy buông con bé ra để làm cho nó các thủ tục còn lại đi. Chúng ta phải tìm cách gì đi chứ, nó cứ như vậy hơn 30 phút rồi. Đó là bài hát mà Ruslan hay hát cùng với con bé. Xin mọi người hãy đợi một lát. Để chúng tôi ghi xong biên bản rồi mọi người làm các nghi lễ cho cô bé. Không, không, tôi đã bảo là con bé sẽ tỉnh lại mà. Alexia sẽ không chết đâu. Này con ơi, sáng lên rồi, cùng con đón ánh mặt trời. Alexia, con có nghe bố nói không? Bố, mẹ ơi, con đói. Đây, cháu đây nè. Con cố gắng ăn nhiều vào để nhanh được về nhà mình nha. Do di chứng của việc thiếu oxy quá lâu nên cô bé vẫn phải nằm điều trị thêm một thời gian nữa. Nhưng gia đình có thể yên tâm, cô bé đang hồi phục rất tốt.
quả là một kỳ tích. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Con bé vẫn đang ngủ mà, anh có đang làm ồn quá không? Nhưng mà anh nghĩ làm lâu như thế này liệu có sao không anh? Tiền bạc, sự nghiệp giờ với anh không còn quan trọng gì nữa đâu. Anh chỉ cần các con bình an thôi. Cuộc thi mạo hiểm. Không biết năm nay cuộc thi mạo hiểm sẽ diễn ra ở đâu? Các bác trong ban tổ chức vẫn chưa đến nhỉ? Hồi hộp quá. Chạy nhất năm nay sẽ là hẳn một năm được họ mở kho cung cấp lương thực thóc gạo. Các cô bác, anh chị ơi, đã đăng ký thi chưa ạ? Cho nhà chuột nhắc cháu đăng ký một suất với. Ai bảo một, hai chứ, em cũng thi. Bé tí ai mà cho thi đâu mà đăng ký. Chú em nghĩ việc chạy qua một con mèo đang ngủ mà không làm nó tỉnh giấc, và nếu nó tỉnh thì không thể đuổi kịp mình, dễ như gặm thóc trong bao hả? Em có biết tại sao cuộc thi mạo hiểm lại được tổ chức không? Là để thử thách lòng dũng cảm của chúng ta trước kẻ thù lớn nhất là mèo, để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sinh tồn. Em còn chưa bao giờ đối diện với mèo nữa đấy. Em chưa gặp mèo, nhưng riêng món chạy thì em đã luyện mòn móng rồi. Với lại em biết thừa là có đội chuột cứu hộ đằng sau phòng khi mèo tỉnh dậy sẽ ứng cứu rồi. Việc gì em phải sợ chứ? À, các bác trong ban tổ chức đây rồi. Nào, đăng ký thôi mọi người ơi. Năm nay mình không những sẽ ghi tên tham dự mà còn giành giải cao cho cả họ lát mắt. Vài hôm nữa địa điểm thi sẽ được thông báo. Nhớ về tập luyện nha. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thần thái, sự tự tin khi các cháu chạy để cho điểm. Dạ thưa bác. Nào mời lượt tiếp theo. Cháu ạ, bác ghi tên cho cháu đi ạ. Cuộc thi này không dành cho chuột chưa trưởng thành đâu cậu bé chuột ạ. Cháu có bé hơn chị cháu mấy đâu mà không được thi hả bác? Bé ở đây là nhỏ tuổi hơn ấy. Chị cháu sinh trước cháu mà, bản lĩnh hơn, lanh lẹ hơn cháu. Còn cháu chưa đủ sức khỏe cũng như sự gan dạ và khôn khéo để trêu ngươi mèo đâu. Cháu nhỏ tuổi nhưng chả lẽ cháu không phải là chuột? Đã là chuột thì lanh lẹ và thông minh là bản chất rồi. Chị cháu làm được, các cô các chú làm được thì cháu cũng làm được. Bác ghi tên cho cháu đi, cháu nhất định phải thi mà. Bác tin cháu sẽ là một thí sinh sáng giá trong những năm tới. Nhưng năm nay thì bác vẫn không ghi tên cho cháu tham dự được. Đã nói từ đầu, lại cho trẻ con thi đâu mà đến làm vậy? Mất thời gian quá, xê ra nào. Mấy gã chuột chuột mà dám mỉa mai mình, để xem không cho mình thi mà được à? Đây rồi, đi mãi cuối cùng cũng tìm thấy một con mèo ngủ say. Nhưng sao tự nhiên tim mình đập mạnh thế? Rõ là nó đang ngủ mà. Sao sợ thế nhỉ? Không được, nhất định phải thử trước, để chứng minh cho cả họ thấy mình làm được. Nhắc em đâu rồi? Nhắc em ơi. Thôi chết rồi. Hay là... Trời ơi, bác chuột xám ơi, các cô bác anh chị ơi, cứu chúng cháu với. Có chuyện gì thế? Sao mà hốt hoảng thế hả nhà Nhắc? Dạ em cháu. Nhắc em, nó chắc là nó đi tìm mèo để chứng minh nó có thể giữ được cuộc thi mạo hiểm rồi đó bác. Ê trời ơi, Nhắc em đi từ lúc nào? Lúc ấy cháu giận nên không để ý đến nó. Không ngờ lúc đi kiếm lương thực về thì tìm đâu cũng không thấy nữa bác ơi. Cháu bình tĩnh lại đã, giờ cố nhớ lại xem Nhắc em chạy về hướng nào. Dạ, em ấy băng qua cánh đồng. Qua cánh đồng này là đến khu dân cư. Cả họ ta trước nay luôn tránh xa vùng bên đó. Không những mèo mà con người họ đặt bẫy rất nhiều. Đội chuột cứu hộ nhớ chuẩn bị đủ đồ, mau tản ra các hướng. Dạ. Mình, có lẽ mình về thì hơn. Nếu mình về thì chị Nhắc sẽ cười mình thối mũi. Rồi mấy gã chuột chù nữa chứ. Không được, mình đã nói là làm được. Nhắc em, đúng là cậu ấy, ngày trước mũi mèo. Một con mèo xù to tướng. Nhắc em sợ phát ngất rồi. Trời ơi, em cháu mất mạng mất. Mọi người mau cứu nó với. Lạ đời, là mèo vẫn ngủ, nhưng nó sẽ tỉnh nhanh thôi. Không còn cách nào nữa. Cả đội cứu hộ mau ra giăng lưới khống chế mèo và cõng Nhắc em về. Nếu mèo tỉnh trước khi giăng lưới thì hãy tản ra đánh lạc hướng. Chuyện quái gì thế này? Một con mèo xù bông giống y xì đúc mèo thật, chạm mặt mà cũng không phân biệt nổi.
Em vẫn còn sống ư? Bác chuột xám, cháu vẫn chưa bị ăn thịt hả? Em đã sợ đến nỗi tưởng tượng đủ thứ rồi phát ngất luôn đấy. May cho cháu, con mèo trên kia chỉ là mèo bông. Nếu không cháu chẳng còn cơ hội mà hối hận nữa đâu. Cháu đã hiểu mình chưa đủ trưởng thành để chạy qua mặt một con mèo chưa hả? Mèo bông ư? Cháu không ngờ đối diện với mèo lại đáng sợ như thế. Hành động mạo hiểm đó đòi hỏi phải rèn luyện rất nhiều phẩm chất mới có thể đương đầu. Có những việc chỉ quyết tâm thôi chưa đủ đâu cậu bé ạ. Cháu nhớ mà khắc ghi nha. Cháu xin lỗi bác và mọi người. Cháu không bao giờ dám quên bài học nhớ đời này đâu ạ. Bố tôi là tên trộm. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về ông Toshio Takata ở một miền ngoại ô của Hiroshima, Nhật Bản. Đau quá, bệnh của mình lại tái phát rồi sao? Sao khó chịu quá? Dạo này cơn đau đến với tôi thường xuyên hơn trước rất nhiều. Thỉnh thoảng tim tôi đập rất nhanh và cảm giác không thể thở được. Bệnh tim của ông hiện giờ chưa nghiêm trọng, nhưng ông phải chú ý uống thuốc đều đặn và tốt nhất là có người thân ở bên cạnh để đề phòng nguy cơ đột quỵ. À, đột quỵ ư? Thưa bác sĩ. Đúng vậy, nên mong ông đừng có chủ quan. Alo, bố ạ. Bố gọi cho con có việc gì không? Có gì bố nói nhanh đi. Không có gì. Ta chỉ muốn biết bao giờ con đón ta lên thành phố ở cùng. Lại chuyện này hả bố? Con đã nói với bố rồi còn gì. Khi nào có con sẽ thuyết phục cô ấy đón bố lên. Thôi, con vào họp đây. Nhưng bác sĩ có nói... Một tháng sau... Alo. Xin hỏi, đây có phải là số của anh Taro, con trai của ông Takata ở Fukui không vậy? Chính là tôi đây. Ai vậy ạ? Tôi là Kito, ở sở cảnh sát Kyushu. Tôi gọi điện để thông báo với anh rằng bố anh bị tạm giam vì tội ăn cắp xe đạp. Cái gì? Ông nói gì cơ ạ? Ông vừa nói bố tôi ăn cắp sao? Đúng vậy. Chúng tôi vừa mới tận tay bắt ông ấy cách đây nửa tiếng ở công viên Yoyogi. Cảm ơn ông đã thông báo. Tôi sẽ về ngay ạ. Bố, sao bố lại làm vậy? Bố có biết con phải bỏ hết công việc để về đây không? Tại ta. Nhưng con cứ để bằng ta giải quyết. Nhưng điều quan trọng là bố đang làm ảnh hưởng tới danh tiếng của con. Mà tại sao bố phải đi ăn cắp chứ? Trong khi tháng nào con cũng chu cấp tiền đầy đủ cho bố. Chỉ là ta. Thôi được rồi, bố ngồi đây để con giải quyết. Thật là phiền phức. Lần này con bảo lãnh được cho bố, nhưng bố làm ơn đừng bao giờ làm những việc tương tự như thế này nữa ạ. Thật xấu hổ. Ta xin lỗi. Ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Thôi, con không muốn nghe bố giải thích nữa đâu. Con lại đi luôn sao? Vâng, đợt này con nhiều việc lắm. Bố tự dắt xe về giùm con nha. Sáu tháng sau. Đây là món gỏi cá nóc Fugu nổi tiếng đấy bố ạ. Không phải ai cũng được ăn món đắt đỏ này đâu. Ta biết rồi, con ăn đi. À, bố à, đợt này công việc của con bận quá, nên con chỉ tranh thủ về thôi. Tối con đi Tokyo luôn. Con lại đi luôn à, không thể ở thêm ít ngày sau. Bố hiểu cho con thật sự không có giây phút nào rảnh rỗi. Bố cũng ăn xong rồi, chúng ta về thôi bố. Vậy à, thôi, con đang vội thì con cứ đi trước đi, ta sẽ bắt xe về sau. Vâng, thế cũng tiện. Vậy con đi nha bố. Alo. Là tôi, Taro xin nghe. Taro, tôi là quản lý của nhà hàng Ryotei. Ông cụ đi cùng anh vừa rồi, có phải bố cậu không ạ? Vâng, đúng rồi. Ông cụ đã ăn cắp chai rượu quý ở nhà hàng
anh có thể quay lại giải quyết được không? Chắc chắn có sự nhầm lẫn rồi. Sao bố lại phải ăn cắp rượu làm gì? Có chuyện gì thế này? Sao các anh lại vây quanh bố của tôi? Dạ, ông cũng đã lén lấy trộm hai chai rượu Umesu quý của chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi hỏi lý do thì ông cũng nhất định không nói. Không thể nào có chuyện đó được. Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Thưa ông, vật chứng đây ạ. À, bồi bạn của chúng tôi tận mắt chứng kiến ông ấy lén cất hai chai rượu vào trong túi. Bố nói đi, chuyện này là thế nào hả bố? Những gì họ nói có thật không? Đường đường là trưởng phòng mà lại có ông bố đi ăn cắp hay sao chứ? Thật mất mặt mà. Còn cứ nghĩ sau vụ xe đạp, bố đã thay đổi rồi chứ? Ta xin lỗi. Ta chỉ là... Con không muốn nhìn mặt bố lúc này nữa. Sự việc cũng không đáng nghiêm trọng, và cậu cũng là khách quen ở đây, nên chúng tôi không báo cảnh sát. Chỉ mong rằng ông cụ sẽ không phạm sai lầm lần nào nữa. Không, các anh cứ báo cảnh sát giùm tôi đi. Báo cảnh sát ư? Vâng, bởi vì ông ấy cần chịu trách nhiệm về những việc làm điên rồ của mình. Con đã nói bố đừng lặp lại thói ăn cắp bẩn thỉu này, nhưng bố vẫn tái phạm. Vậy nên con không còn cách nào khác. Không, ta không phải là người như vậy. Hãy nghe ta nói. Chuyện đến mức này mà bố vẫn còn chối được hay sao? Ước gì chỗ này có cái lỗ để con chui xuống. Cậu à, dù sao ông cụ cũng là bố cậu, không nên làm lớn chuyện. Không được, tôi không thể dung túng mãi cho mấy được. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Alo, tôi muốn báo án ở nhà hàng GOTI. Sau sự việc đó, ông Takata bị bắt tạm giam 3 tháng vì tội trộm cắp. Ông xem nè, những cây hoa được tưới nước hàng ngày nên chúng thật là tươi tốt. Tôi tin chắc rằng thời gian ngắn nữa thôi, chúng sẽ tặng cho chúng ta những bông hoa thật đẹp, đầy màu sắc. Hey, ông quả thật là lạ lùng đấy, Takata à. Tôi vẫn không hiểu tại sao ở nơi này mà lúc nào ông cũng vui cười được. Còn tôi thật sự chán ngán nơi này rồi. Sau 3 tháng, Takata được thả tự do sau khi hết thời gian thi hành án. Xin chào, bà cũng đi mua đồ về à? Thời tiết hôm nay đẹp quá bà ha. Mỗi hôm bãi bao mồm bao miệng lắm cơ mà. Sao hôm nay mình có làm gì khiến bãi giận đâu? Thật là khó hiểu. Ông tránh xa ông Takata ra nha. Ông ta chẳng tử tế gì đâu. Già rồi còn đi ăn trộm cắp. Con gái tôi còn nói sẽ từ mặt tôi nếu tôi tiếp tục nói chuyện với con người ấy đó. Mà tháng nào con trai cũng gửi tiền về nhiều lắm, sao lại có tật xấu thế không biết. Chắc thằng bé vẫn còn giận mình lắm. Alo, bố. Có chuyện gì vậy? Alo, bố. Sao bố không nói gì thế? Lại có chuyện gì sao? Thưa bác sĩ, tình trạng sức khỏe của bố tôi thế nào rồi ạ? Xin cậu đừng quá lo lắng. Bệnh tình của ông không có gì nghiêm trọng. Chỉ có điều... Sao ạ? Xin bác sĩ cứ nói thẳng cho tôi biết ạ. Có lẽ do ông ấy luôn sống trong sự sợ hãi nên bệnh tim lại tái phát. Bệnh tim ư? Sao tôi không biết chuyện này? Theo quan sát thì ông Takata luôn luôn ám ảnh về việc... Theo tin mới nhất từ báo Bưu điện Hoa Nam, người đàn ông 69 tuổi đã chết trên nền nhà ở khu dân cư Tokiwadaira, ngoại ô Tokyo, được các nhà chức trách cho rằng đã chết 3 năm trước đó mà không ai hay biết. Lại thêm một cái chết trong sự cô đơn nữa. Ông ấy luôn ám ảnh về nỗi cô đơn khi không có con cháu bên cạnh, mà càng sợ thì bệnh tình của ông ấy càng nguy hiểm. Trời ơi, vậy mà tôi chưa bao giờ để ý tới điều này. Có lần ông ấy còn nói vu vơ những tù nhân còn hạnh phúc hơn, vì ít ra họ có người ở bên cạnh để tâm sự hàng ngày, hay khi chẳng may chết đi cũng không bị chết trong cô độc. Trời ơi, hóa ra bố đi ăn cắp, bố muốn vào tù vì sợ ở nhà một mình cô đơn, sợ lúc phát bệnh không ai biết. Mình thật vô tâm, chỉ biết trách giận bố. Bố ơi, con xin lỗi bố. Sau đó, Taro đã đón bố lên thành phố sống cùng.
ông cụ sẽ không bao giờ còn bị ám ảnh về nỗi cô đơn tuổi già nữa. Chiếc camera sự thật. Bác ca, cậu Khoan chưa về được. Vào phòng tôi có việc cần gặp. Ừ, vâng, thưa ngài. Mệt thật, cả ngày làm việc căng thẳng, thật không thể thở nổi. Mà tự nhiên thời gian gần đây, mình cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào mỗi khi bước về nhà. Selena, cô ấy luôn cau có với mình. Nhưng vẫn phải về nhà thôi. Chết rồi. Anh đã về muộn thì cũng phải biết ý giữ trật tự chứ. Không biết nhà là có con nhỏ hay sao, em đã phải ngồi ru mãi con mới chịu ngủ cho đấy. Ừ, anh có để ý đâu. Tại nhà cửa bừa bộn nên anh mới vấp phải thôi. Nhà cửa bừa bộn là do em đấy, anh không phải nhắc. Một mình anh đi làm đã đủ mệt lắm rồi, em chẳng được lời nào động viên, toàn khiến anh mệt mỏi hơn. Ờ, em lấy cho anh thêm một chút súp đi. Anh tự lấy đi. Em sao vậy Selena? Ăn xong anh tự dọn dẹp phần đĩa của mình, em đi ngủ trước đây. Cô ấy có bị làm sao thế chứ? Sao lại đối xử với mình như thế? Thật khó hiểu. Mở với con, thật khó chịu. Ta phải đi làm lo kinh tế cho cả nhà, áp lực đủ thứ, vậy mà về nhà lại không thấy dễ chịu chút nào. Em làm gì thế? Con nhỏ đang quấy khóc ban đêm, em ngủ riêng với thằng bé ở phòng bên cạnh. Anh cứ ngủ trong phòng đi cho đỡ ồn ào, mai còn dậy đi làm nữa. Cô ấy có còn là Selena nữa không vậy? Cô ấy thay đổi một cách chóng mặt luôn. Em mệt lắm, còn phải trông thằng bé đêm hay thức dậy đòi sữa. Anh ngủ đi. Anh thật tệ, mắc à. Một mình anh đi làm đã đủ mệt lắm rồi, em chẳng được lời nào động viên, toàn khiến anh mệt mỏi hơn. Anh tự lấy đi. Em ngủ riêng với thằng bé ở phòng bên cạnh. Anh cứ ngủ trong phòng đi cho đỡ ồn ào, mai còn dậy đi làm nữa. Cô ấy vốn không phải như vậy, hay cáu giận, dễ nổi nóng, lạnh nhạt và chỉ muốn tránh xa chồng. Thật bất thường. Không lẽ... có lẽ cô ấy đã ngủ rồi. Bác à, anh có muốn dùng bữa trưa với chúng tôi không? Cảm ơn, mọi người cứ ăn trưa đi, tôi sẽ ăn sau. Chắc chắn là Selena đang giấu mình điều gì đó rồi. Phải dùng đến cách này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Gì thế này? Trời ơi, những điều mình phỏng đoán là sự thật thật sao? Lâu lắm rồi, em không hề cười như thế với tôi. Selena, em thật quá lắm. Họ kéo nhau vào nhà vệ sinh làm gì thế? Nếu không có chiếc camera thì sự thật đã không được phơi bày thế này rồi. Cảm ơn anh. May mà có anh, chứ không mẹ con tôi không biết làm thế nào khi bồn cầu hỏng nước tràn ra như thế. Dạ không có gì ạ. Sao anh lại về giờ này? Có chuyện gì à? Anh quên một vài giấy tờ, anh về lấy rồi đi ngay đi. Thì ra anh ta là thợ sửa điện nước. Mình thật vội vàng không để ý. May quá, suýt tí nữa thì hành động ngớ ngẩn rồi. Để bật camera lên xem hôm nay em làm những gì nào Selena. Có lẽ mình không nên đa nghi thế chứ. Chắc chắn Selena không làm gì để mình thất vọng đâu. Hả? Đồ quái quỷ gì thế này? Zoom to camera lên xem sao. Vẫn là gã đàn ông hôm qua ư? Gã ta lại đến nhà mình làm gì? Không lẽ... Ôi trời ơi, Selena, cô điên thật rồi. Đây chính là lý do em lạnh nhạt với tôi sao? Em kéo gã đàn ông kia vào phòng ngủ chúng ta để làm gì vào buổi trưa thế này chứ? Tất cả đều là kế hoạch tinh vi của cô cả. Được lắm Selena, bao lâu nay tôi vất vả đi làm vì ai? Gánh nặng tài chính đè hết lên vai tôi. Vậy mà cô ở nhà nhân dịp trông con để làm trò săn bẫy sau lưng tôi. Lần này cần phải về nhà ngay lập tức. Selena, kẻ phản bội. Cẩn thận, cẩn thận.
ơn các anh rất nhiều. Không có gì, nhờ có cả người hàng xóm tốt bụng này của cô, tôi mới có thể giúp cô nhanh được. Giờ thì ổn rồi, cô có thể yên tâm. Tạm biệt cô. Anh ta đúng là tay thợ giỏi. Dạ vâng. May hôm qua tôi có mời anh ta đến sửa ống nước. Anh ấy có nói thứ gì cũng có thể sửa được, nên tôi lại phải gọi đến sửa nốt cái cánh tủ trong phòng. Nhưng vì nặng quá nên lại phải phiền đến cả anh. Xin lỗi anh nha. Không sao, cô cần gì cứ gọi tôi. Thực ra cũng vì chồng của tôi bận quá. Mấy lần định bảo anh ấy, nhưng cứ về đến nhà là anh mệt nhoài, nên tôi cũng không nỡ bắt anh ấy làm những việc đó. Cô nên thông cảm cho chồng cô, anh ấy hẳn rất bận. Dạ vâng. Ôi trời ơi, mày mới là điên mắt à. May bà chưa làm điều gì điên rồ hơn. 1 giờ trưa rồi mà Selena vẫn chưa dùng bữa trưa. Jimmy. Jimmy nghịch lắm, làm mẹ sợ quá. Giờ thì ổn rồi con trai. Hóa ra công việc làm mẹ toàn thời gian của vợ, hoàn toàn không dễ chịu như mình vẫn nghĩ. Anh về lúc nào mà em không hề biết thế? Vợ ở nhà vất vả lắm phải không? Đầu gối của em có đau lắm không? Sao anh biết đầu gối của em bị đau? Không sao, em chỉ vô ý trượt ngã nhẹ thôi mà. Selena, anh xin lỗi. Lâu nay anh vô tâm và ích kỷ, không nghĩ vợ cũng bị stress vì việc nhà. Tính khí em thay đổi cũng là điều dễ hiểu thôi. Vậy mà anh đã nghĩ sai về em. Thực ra cũng có phần lỗi của em. Đáng lẽ em nên chia sẻ thật lòng mình để anh hiểu hơn. Mỗi khi anh đi làm về không làm việc nhà nên em hay cáu bẳn đó. Giá như cả hai chúng ta chịu bình tĩnh ngồi xuống chia sẻ thật lòng, thì những mâu thuẫn không đáng có suốt thời gian qua đã không xảy ra phải không em? Chúng mình cùng thay đổi vẫn chưa muộn mà. Giờ anh có giúp em việc nhà không? Có chứ, em sai cái gì anh cũng làm hết. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.